được rất nhiều người quan tâm. Chiều nay thì tàu Sunrise 689 đã được đưa về cảng Sao Mai, Bến Đình của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu an toàn. Phóng viên Trường Giang sẽ thông tin chi tiết. Vâng, trong các bản tin thời sự của truyền hình Việt Nam VTV, chúng tôi đã theo dõi khá sát sao từ khi mất tích và đến khi phát hiện của con tàu Sunrise 689. Và đến thời điểm này thì mặc dù trời có mưa to, tuy nhiên con tàu đã được dẫn dắt an toàn về nơi neo đậu tại cảng Sao Mai Bến Đình và mọi chuyện gần như có thể là xong xuôi khi con tàu và thủy thủ đoàn đã được an toàn. Nhưng chúng tôi, những người làm truyền hình, đang có đặt ra những câu hỏi lớn, câu hỏi nghi vấn về sự bất thường về việc mất tích bí ẩn cũng như là bị cướp của con tàu này. Thứ nhất, theo tường trình của thuyền trưởng là Nguyễn Quyết Thắng thì vào lúc 2 giờ 45 phút theo giờ Việt Nam và 2 giờ 40 phút giờ Singapore thì khi sĩ quan đi ca là Lê Văn Trung và thủy thủ Phạm Xuân Lộc khi đang cơ động để tránh tàu Sea Master thì phát hiện hai tàu cá và một cano của cướp biển áp sát tàu. Sau đó, các đối tượng từ các phương tiện này đã lên tàu để khống chế toàn bộ sĩ quan. Đây là một tình tiết mà đặt dấu hỏi đầu tiên là tại sao trong thời điểm đó hai sĩ quan này không phát đi những tín hiệu báo động đầu tiên. Và chúng ta đều biết rằng trên các con tàu viễn dương thì thường có rất nhiều điểm để có thể báo động. Tình tiết thứ hai đó là sau khi bọn cướp biển đã rút đi 2/3 số dầu thì chúng lại tiếp tục chuẩn bị di chuyển tàu đến một địa điểm khác để tiếp tục rút chỗ dầu còn lại. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn đã cùng nhau bàn bạc để tìm cách phản ứng lại. Và như vậy, bọn cướp biển đã bỏ đi, để lại tàu dầu với một lượng dầu còn 1/3. Đây là một tình tiết đặt dấu hỏi thứ hai về việc chiếm lại tàu một cách đơn giản như vậy với một bọn cướp biển đã có tổ chức và đã có dự định sẵn sàng như vậy. Trong khi đó, theo nhận định của cơ quan chức năng, thì nhóm cướp biển này không chỉ đơn thuần đó là cướp dầu, mà còn có ý định là cướp cả tàu dầu. Khi tất cả các thiết bị và các vị trí để nhận dạng con tàu thuộc quốc tịch nào hay là số hiệu tàu ra sao đều đã được sơn một màu sơn khác để tránh phát hiện. Tất nhiên đây chỉ là những phỏng đoán ban đầu, còn mọi việc rõ ràng ra sao sẽ còn chờ cơ quan chức năng trả lời trong thời gian tới.